tác dụng chữa bệnh kỳ diệu của cây mã đề. Không chỉ hút độc, làm lành vết thương trên bề mặt da, loại cây dại này còn rất tốt cho hệ tiêu hóa, chữa bệnh đường hô hấp. Là một loài cỏ dại mọc khắp trong các khu vườn, trên bãi cỏ và ngay cả trong các vết nứt. Nhưng cây mã đề trong hàng trăm năm qua được sử dụng như một trong những cây thuốc tự nhiên quyền lực nhất. Cỏ lá một xanh đậm, mọc rậm rạp và chồi cuống nhỏ chứa nhiều chất đặc biệt. Cây mã đề không hổ danh khi được xem là loại thuốc quý đến từ thiên nhiên, có thể chữa được rất nhiều căn bệnh từ trong ra ngoài. Không chỉ xuất hiện ở Việt Nam hay các nước châu Á, cây mã đề còn được sử dụng phổ biến ở châu Âu và những vùng đất đá khô cằn tại châu Mỹ. Chữa vết thương. Một trong những công dụng nổi bật nhất của cây mã đề là làm se các vết thương và xoa dịu vết bọ cắn, bởi nó có thể hút độc tố ra khỏi cơ thể một cách hiệu quả. Cách làm rất đơn giản, bạn chỉ cần nhai hoặc nghiền lá cây này và đắp trực tiếp lên vết ong đốt, bọ cắn, nốt mụn, vết thương do mảnh thủy tinh hoặc các mảnh vụn ghim sâu trong da hay các nốt phát ban. Hoặc bạn có thể đắp kín vết thương bằng lá mã đề và để nguyên trong 4 đến 12 tiếng để cây thuốc hút các chất độc ra khỏi da, ngăn ngừa nhiễm trùng và để lại sẹo. Hỗ trợ tiêu hóa. Nếu bạn gặp các vấn đề về tiêu hóa liên tục do bị ảnh hưởng nặng nề từ thuốc kháng sinh, dị ứng, thức ăn hoặc thực phẩm đổi gen, cây mã đề giải quyết được những vấn đề này. Lá và hạt cây đều có tác dụng làm lành cho hệ tiêu hóa đang bị tổn thương và giảm viêm. Hạt cây mã đề rất hữu ích trong việc duy trì một hệ tiêu hóa sạch sẽ, hoạt động tương tự như chất psyllium, sẽ hấp thụ các chất độc. Lá có thể được chế biến thành các món ăn, làm cháo uống hoặc sấy khô. Phần hạt cây có thể xay nhỏ hoặc nấu lấy nước uống dùng trước bữa ăn, không chỉ tốt cho hệ tiêu hóa mà còn có thể giúp bạn giảm cân. Chữa các bệnh liên quan đến đường hô hấp. Vì rất giàu khoáng chất silica, mã đề là một chất làm tiêu đờm tuyệt vời. Điều này có nghĩa rằng nó giúp làm sạch sự tắc nghẽn và chất nhầy, điều trị ho hiệu quả, cảm lạnh và nhiều bệnh đường hô hấp khác. Cây mã đề đóng vai trò như một chất làm long đờm, làm dịu viêm mũi, đau, giảm ho và viêm phế quản nhẹ. David Hoffman, người sáng lập Hiệp hội Thảo Dược Mỹ cho biết. Điều trị bệnh trĩ. Với đặc tính làm se, cây mã đề cũng được sử dụng để xoa dịu và chữa lành bệnh trĩ vô cùng hiệu quả. Khi được điều chế thành kem hoặc thuốc mỡ, cây mã đề có thể ngăn ngừa việc chảy máu ở bệnh trĩ và viêm bàng quang. Các tác dụng khác của cây mã đề. Ngoài những công dụng nói trên, cây mã đề còn rất có ích cho chị em phụ nữ trong những kỳ kinh nguyệt khó chịu, giải quyết nhiều vấn đề về da mặt và thậm chí còn có thể chữa bệnh viêm khớp. Cây mã đề rất hiệu quả trong việc điều trị ngộ độc thủy ngân và tiêu chảy. Loại cây này còn có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon như súp hay chế biến salad.